thuốc bây giờ là tiền ít hít luồng thơm, hít luồng cái chích. Và thật yêu tiền học viên mẹ đi sướng đường cấp làm rất nhiều mà đợi đấy người Việt Nam cũng không nắng nó ngu đâu còn một lõi Việt Nam lõi đấy phải thêm người nữa chứ không chạy anh cho lên đầu trên không cần giữ đâu anh. Nó phi nó chấm nhá. Phi nó chấm anh cứ đứng ở đầu trên thôi đỡ phải chạy. Bảy Long cho em biết cái mực mà. Lên bạn bé. Đây ra rồi. Bảy Long cho em biết mực ý rằng cứ ra cay thật. Các yêu kiểu gì? Giờ không chạy bảng là ra bức ông à? Thì xuống em đấm cái đấy luôn đi. Xúc luôn, xong anh nghỉ. Xong anh Long bán nhà đi là vừa. Đầy vải đây đây. Thế tao mà bảo là để đấy không chạy thì đến nhốt. À, bảo dừng vải trên cái bốc công thì anh ơi bảo dừng lại không phải trên nó bảo luôn Trang mạnh mực cái thật Nam tiền thì cứ phải 14 thôi. Hôm nay mùng 5 rồi, chỉ không có tiền đấy. Và thì còn nó. Sáng nay gọi với một tiền ăn tiền bún bún 5 lít. Tiền chất có tiền cắt ra. Chất thù người giải bắc qua. Tiền mẹ. Vậy. Cái đó nó thu luôn mà. Còn tao thu luôn 300. Đây của em ăn một tháng có 40.000 nhé. Mấy tháng? 40.000 một tháng này. 40.000 nào mấy tháng? 6, 7 tháng. Đây là một năm bao nhiêu tháng? 9 tháng. Chúng ta chỉ có 36, 36. Đây của tao 2,5 đóng luôn cả năm. Nhanh, gọn, nhẹ. Tiền thì ăn đi lắm trong tháng. Vừa rồi nghỉ dịch chưa được khối thì ăn. Nghỉ dịch quá chứ rồi, 2 tuần. Chị
Thật Khoa con đàn Trang nó bảo đi học không? Không, nhà thôi. Mệt lắm. Không học đâu. Bật trước chạy máy trước rồi. Tháng 5 phải chạy máy. Tháng 5 3 là 5 7 là chạy. Người ta kia mình chối nó chả làm báo cáo mô lồn ra sự đứng lên rồi ăn thơ cơ bản hai anh bè mới là tiến bè. Cứ chọn người nhỉ? 15 chọn xong bây giờ lên đấy là một tháng nữa nó nghỉ đâu cũng bằng nhau kệ đâu chứ. Ừ, đấy luôn cười lên. Một bộ phận mới sang thay đổi tất đi. Mới đi. Là làm lại từ đầu. Giờ bắt hai đứa căng mình ba giờ mới được bàn. Chưa bốn đứa nữa. Alo. Người gần xong rồi đang quay thế quay cỡ. Còn 5 6 cây nữa kìa. Thế ai quay? Còn nhiều. Cây thôi. À, con biết rồi. Ý nó là xuống đi là ở đây có mấy thằng kiểu vải quay với nhau. Đó, hả? Thôi nhá.